Đây là bộ đèn động S302 này. Nó gồm điều khiển này, hai cái đế này để treo tường nhé. Còn hai cái đế này ấy, thì để mình gắn để đặt đặt lên đấy. Bộ này thì nó sẽ đọc được là CD DVD này. USB này đọc được cả đôi lốt LED này, kiểu như flash hay fairway này. Nó có nút volume lách bài, điều khiển zin. Bộ này thì hình thức tương đối ổn, không quá xuất sắc nhưng mà cũng không xấu. Dây loa zin, dây cáp zin, khiển zin đầy đủ hết. Bộ này kết hợp với TV Smart, nghe xem phim rất là hay, nó giải mã cả DTS nữa. Đây là đèn ông S302. Nó là hiện tại là bản 2.1 cao cấp nhất của đèn ông đó. Hiện tại còn chưa có bản nào sau bản này ra.